Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Việt Nam. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo đón nhận mất mắt lớn ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau trận hòa một đều với Thành phố Hồ Chí Minh trên sân thống nhất, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng khẳng định chưa thể xác định chấn thương của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng. Sau trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 27 tháng 4, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo lắng hơn bao giờ hết khi tiết lộ về tình hình chấn thương của Nguyễn Trọng Hoàng. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng nói sau trận: "Hiện tại tôi chưa thể xác định chắc chắn chấn thương của Trọng Hoàng như thế nào. Thiếu vắng Trọng Hoàng ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Viettel. Thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng rất nhanh khuyết điểm của Viettel. Họ xoáy sâu cánh trái của Trọng Hoàng và có bàn gỡ một đều." Trong thời gian tới, tôi sẽ phải bổ sung cầu thủ trẻ, thay thế giữ nhịp cho đội bóng ổn định. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được, khả năng cao là Trọng Hoàng đã bị rách bắp đùi. Hiện tại đây mới chỉ là thông tin kiểm tra và dự đoán ban đầu từ câu lạc bộ Việt theo. còn chính xác mức độ chấn thương của Trọng Hoàng như thế nào thì sau khi cầu thủ này kiểm tra MRI vào chiều nay thì mới có thể rõ ràng. Đây có lẽ là một thông tin khiến câu lạc bộ Việt theo, thậm chí là đội tuyển quốc gia Việt Nam lo lắng, bởi Hoàng Bò là trụ cột khó thay thế dưới thời huấn luyện viên Trương Việt Hoàng ở Việt theo hay huấn luyện viên Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp xấu nhất là bị rách cơ đùi như dự đoán, khả năng cao là Trọng Hoàng phải nghỉ thi đấu để hồi phục ít nhất là một tháng. Nếu điều này xảy ra, Hoàng Bò sẽ khó có thể kịp lịch tập trung của đội tuyển quốc gia Việt Nam vào ngày 10 tháng 5 tới đây để bắt đầu công tác chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Câu trả lời về mức độ chấn thương của người không phổi, Nguyễn Trọng Hoàng sẽ có sau khi cầu thủ này đi kiểm tra tại bệnh viện vào buổi chiều nay 28 tháng 4. Trụ cột Hoàng Anh Gia Lai được gọi bổ sung lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hữu Tuấn nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới. Theo thông tin mà chúng tôi có được, huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm một vài cái tên vào đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Theo đó, trung vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Hữu Tuấn đang được huấn luyện viên Park cân nhắc. Bên cạnh Hữu Tuấn có thêm hai cái tên nữa được huấn luyện viên Park Hang-seo cân nhắc gọi bổ sung. Hai cái tên này chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ bất ngờ. Dự kiến vị chiến lược gia người Hàn sẽ công bố danh sách tập trung của đội tuyển quốc gia Việt Nam sau vài ngày tới. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo cân nhắc gọi bổ sung Hữu Tuấn là một thông tin không thể vui hơn với người hâm mộ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bởi lẽ hơn bất cứ cầu thủ nào khác, Hữu Tuấn là cầu thủ đã chơi đầy đủ 10 trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai kể từ đầu mùa. Sự chắc chắn của Hữu Tuấn đã giúp cho Hoàng Anh Gia Lai đang là đội nhận số bàn thua thấp nhất V-League hiện tại với chỉ 6 lần vào lưới nhặt bóng. Giới chuyên gia nhận định rằng Hữu Tuấn là bản hợp đồng thành công nhất của Hoàng Anh Gia Lai trong suốt nhiều năm qua. Chính anh mới là người góp công lớn trong việc thay đổi Hoàng Anh Gia Lai bởi Tuấn cùng với Kim Đông Su đã xây chắc hàng phòng ngự của đội bóng phố núi. Nếu như các mùa giải trước, Văn Toàn, Xuân Trường vừa đá vừa nơm nớp lo phòng ngự thì bây giờ đã khác. Các ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai yên tâm lao lên phía trước bởi hậu phương đã có Nguyễn Hữu Tuấn cùng Kim Đông Su và Memovic quán xuyến. Bùi Tiến Dũng mờ nhạt ngày có cơ hội vàng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gián tiếp trao quả lớn cho Hoàng Anh Gia Lai. Dù Bùi Tiến Dũng liên tục mắc lỗi, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng thi đấu chẳng mấy ấn tượng, nhưng đội bám đuổi Hoàng Anh Gia Lai, đương kim vô địch Việt theo, lại đột nhiên không còn là chính mình. Bùi Tiến Dũng chính là nhân vật đáng chú ý nhất ở cuộc chiến vòng 11 V-League khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón Việt theo. Đây mới là lần đầu tiên sau 6 tháng đằng đẵng, thủ môn người Thanh Hóa mới lại bắt chính ở đấu trường V-League. Trong ngày tái xuất, Bùi Tiến Dũng để lại hình ảnh tương đối nhạt nhòa. Khi trận đấu mới bắt đầu được 16 phút, người hùng của U23 Việt Nam ngày nào đã phải bất lực đứng như phỗng nhìn bóng bay thẳng vào mảnh lưới của đội nhà. Đây là tình huống mà hậu vệ Tùng Quốc mắc lỗi, tạo điều kiện cho ngoại binh Bruno Matos bên phía Việt theo, chớp thời cơ thoát xuống, tung cú sút tung lưới đội chủ nhà. Bùi Tiến Dũng băng ra khép góc nhưng rồi phải bất lực nhận bàn thua. Ngay sau bàn thua này, Bùi Tiến Dũng đã có một vài sai lầm đáng trách. Nghiêm trọng nhất là tình huống để Bruno cướp được bóng rồi dứt điểm trong góc hẹp, nhưng may mắn Tiến Dũng không phải nhận bàn thua. Việc bị thủng lưới khá lãng xẹt khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh càng thêm khó khăn trước một Việt Theo luôn sẵn sàng lao lên để ghi bàn. Hàng tiền vệ của đội chủ nhà tỏ ra quá lép vế và gần như không triển khai được một tình huống tấn công nào đáng chú ý trong hiệp đấu đầu tiên. Ngược lại thì Việt Theo thi đấu lấn lướt nhờ vào lối chơi giàu sức mạnh của mình, đặc biệt là sự nguy hiểm của Hoàng Đức, Bruno, Kai Que, ngay cả khi tiền vệ Trọng Hoàng phải rời sân từ giữa hiệp do bị đau. Công bằng mà nói, nếu chính xác và may mắn hơn, Viettel đã có thể có thêm ít nhất là hai lần xé lưới Bùi Tiến Dũng sau 45 phút đầu tiên, bởi đây là khoảng thời gian mà đội quân của huấn luyện viên manopoking tỏ ra quá bạc nhược. Các khán giả nếu chỉ theo dõi hiệp 1, có lẽ tất cả đều nghĩ chiến thắng sẽ thuộc về Viettel. Thế nhưng bất ngờ lớn lại xảy ra ở đầu hiệp đấu thứ hai bởi nhà đương kim vô địch bất ngờ không còn ở chính họ. Không còn hình ảnh mạnh mẽ, hừng hực như hiệp đầu tiên, Viettel thi đấu rất rời rạc và nhạt nhòa ở phần còn lại. Việc không thể duy trì thế trận tấn công khiến nhà đương kim vô địch phải trả giá trước nỗ lực của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ ít phút sau tình huống dẫn tới bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Viettel, thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ tung đòn khiến hàng thủ của đội khách sụp đổ. Sầm Ngọc Đức là người đóng góp công lớn trong bàn gỡ của Thành phố Hồ Chí Minh. Cầu thủ này tung cú sút rất căng khiến Nguyên Mạnh bó tay, bóng rội cột dọc trước khi tìm đến vị trí của Patrick. Ngoại binh này dễ dàng khống chế rồi đệm bóng vào gôn trong khung thành trống, gỡ hòa một đều. Bàn gỡ giúp tâm lý của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hưng phấn hơn nhiều. Đội chủ nhà liên tục dồn lên tấn công, trong khi Quế Ngọc Hải và các đồng đội lại tỏ ra bị động và phải lùi đội hình về phòng ngự. Trong bối cảnh đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tạo được một số cơ hội nguy hiểm, nhưng đáng tiếc là Sầm Ngọc Đức lại bỏ lỡ đáng tiếc. Với việc cầm chân nhau một đều chung cuộc, Viettel đã không thể gây áp lực về điểm số lên đội đầu bảng là Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thể tạm hài lòng với một điểm ở trận đấu này khi đã thi đấu rất tệ ở hiệp 1. Sau chuỗi ngày cháy rực, Hoàng Anh Gia Lai của Kia sẽ gục ngã bởi chính chú lính trì tài năng của mình. Trên sân nhà, ưu tiên hàng đầu của Thanh Hóa là một trận hòa trước Dream Team của Zico Thái, nhưng họ cũng có nhân tố để tạo nên sự bất ngờ, đầy tài năng và khát vọng. Từ lâu đã tồn tại thông tin rằng các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai GMJ sẽ phải ký hợp đồng với đội bóng của Bầu Đức cho đến tận năm 28 tuổi. Bầu Đức mới đây cũng đã úp mở xác nhận thông tin trên với nội dung trả lời phỏng vấn. Đại khái Hoàng Anh Gia Lai đào tạo tốt hơn, thì phải có nghĩa vụ cống hiến dài hơn cho đội bóng. Tính từ lứa cầu thủ đầu tiên tốt nghiệp học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai GMJ với những công phượng Xuân Trường Tuấn Anh chỉ có duy nhất một cầu thủ được bầu Đức chấp nhận bán đất. Đầu mùa bóng này, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã thành công trong việc bỏ tiền ra mua nốt thời gian hợp đồng còn lại của Phạm Lê Thành Long từ Hoàng Anh Gia Lai. Tiền vệ 25 tuổi này ký hợp đồng 3 năm với câu lạc bộ xứ Thanh, nhận một khoản tiền lót tay lớn cùng mức đãi ngộ thuộc top đầu đội bóng. Vì sao bầu Đức quyết định bán Lê Phạm Thành Long? Có lẽ bởi ở lứa của Thành Long, Hoàng Anh Gia Lai đang có quá nhiều tiền vệ hay. Cũng có thể bởi sự hạn chế của anh về mặt thể hình, với chiều cao chỉ có 1m61. Nhỏ, song Lê Phạm Thành Long không thiếu võ. Mùa bóng này tiền vệ trung tâm từng cực kỳ lận đận khi phải bôn ba từ Bình Phước, Phú Yên, Đắk Lắc, Long An rồi Hải Phòng trước khi cập bến Thanh Hóa này, đang là vị trí không thể thay thế được của huấn luyện viên Petrovic. Sở hữu kỹ thuật cá nhân cùng khả năng tranh chấp bóng và tổ chức lối chơi rất ấn tượng, anh chính là nguồn năng lượng giúp cho các ngoại binh ở phía trên như Pinto hay Gramos dễ dàng tỏa sáng ở chuỗi trận ấn tượng vừa qua. Tỷ lệ các đường bóng tấn công của Thanh Hóa qua chân Thành Long là cực lớn và tiền vệ 25 tuổi này đang được xem là chìa khóa trên sân để đội bóng xứ Thanh có thể chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh và hiệu quả nhất. Tuy nhỏ con, song tài năng của Lê Phạm Thành Long được huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá khá cao bằng việc từng triệu tập cầu thủ này lên U23 Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN 2018. Trước đây hơn một tháng, Đông Á Thanh Hóa từng gặp câu lạc bộ Hà Nội trên sân hàng đẫy. Trận đấu ấy kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đội bóng thủ đô. Trong ngày phải đối mặt với những hùng dũng, văn quyết, thái quý ở khu vực giữa sân, Thành Long đã có một trận đấu cực kỳ nỗ lực khi Thanh Hóa đẩy cao đội hình, chơi áp sát và tấn công, gây nhiều khó khăn khiến không ít tình huống các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội không thể triển khai bóng thành công. Trước các đối thủ đầy sao số của câu lạc bộ Hà Nội, tiền vệ trung tâm này không hề lép vế và sự máu lửa của chú lính chỉ này cũng đã truyền năng lượng cho các đồng đội chơi một trận tưng bừng ngang ngửa với đội chủ nhà. Nếu như Thanh Hóa của Thành Long gục ngã trước câu lạc bộ Hà Nội, thì Hoàng Anh Gia Lai của Kia Thi Sắc vừa mới hạ gục nhà đương kim Á quân V-League bằng bàn thắng sút xa cực kỳ xuất thần của Xuân Trường nói cú sút xa của xuân trường là sự khác biệt đem tới bước ngoặt chiến thắng cho đội bóng của bầu đức trước quang hải và các đồng đội cũng không sai xuân trường đang trở lại đầy mạnh mẽ với minh vương chơi bên cạnh nếu không có gì thay đổi thành long sẽ là đối trọng quan trọng nhất của xuân trường ở cuộc gặp gỡ trên sân thanh hóa vào chiều nay có rất nhiều thứ tương đồng giữa hai đồng đội rất nhiều năm về trước này và trận đấu này sẽ giúp phân định không chỉ thắng thua mà còn nhiều thứ khác nữa trận gặp hoàng anh gia lai hùng dũng không thể góp mặt trong đội hình câu lạc bộ hà nội vì gãy chân Đấy là điều đáng tiếc khi huấn luyện viên Park Hang-seo mất đi cơ hội kiểm chứng khả năng chơi tiền vệ trung tâm của Xuân Trường khi phải đối đầu với đối thủ cứng cựa. Nhưng gặp Thành Long, Xuân Trường sẽ có được đối thủ đồng cân đồng lạng với mình. Vừa qua, trước phong độ trói sáng của Thành Long, song huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn ngó lơ ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia mới nhất. Nói về điều này, huấn luyện viên Petrovic của Đông Á Thanh Hóa nhận xét về cậu học trò ưng ý của mình. Lê Phạm Thành Long có rất nhiều điểm mạnh khi thi đấu trên sân, nhưng việc chơi cho đội tuyển quốc gia sẽ rất khác. Cậu ấy phải sửa chữa hoặc nhận bóng sử dụng nhiều trạng, giành bóng và phải xử lý nhanh hơn. Làm được điều ấy thì Thành Long sẽ được chơi cho đội tuyển Việt Nam. Điểm yếu khiến Thành Long chưa thể góp mặt ở đội tuyển Việt Nam cũng chính là lý do mà thầy Park bỏ rơi Xuân Trường bấy lâu nay. Cuộc chiến trên sân Thanh Hóa chiều nay bởi thế không chỉ là trận đấu 3 điểm đơn thuần mà còn là cuộc chiến nhằm vào vị trí mà hùng dũng để lại ở đội tuyển Việt Nam. Xuân Trường nên coi chừng bởi Thành Long có đủ lý do để quyết tâm đem về chiến thắng cho đội nhà, bất chấp Hoàng Anh Gia Lai mạnh đến cỡ nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé.